Lên là nó hết và công mà cần channel app show mà đón tiết hài video muốn nhâm bà hàng bị vị trí xác nông ca bằng cả account Facebook ở bàn trăm trái hai nửa nông video này nhâm nông bằng hàng bị vị trí xác nông ca star password dương làng vĩnh đài password dương click phần tay Facebook account Facebook hoài dương nơi ai bà bàn chẳng dương chọn đăng rồi có dương chọn reset password đảm bày ở nghị sửa dương xeo tục ấy chẳng nhóm đang bài hài nhà lời ní dẫn chưa từ bốn nên đọc đi cho từ sầm rạp nơi khăn ông ai ở ác cư navigation ba cư nơi khàng chrome khàng sạm hay dùng bộ android nơi khàng lờ dẫn đi cư nơi lờ ai ở ác nhóm đang bài hài nơi lờ ai ở ác sân dẫn cư dương cho từ khăn ông setting and privacy bộ tổ mốt cho từ khăn ông setting một tổ một tiết cứ dân cho tập nông security and login này chẳng dân chọn change password rồi ok dân cho change password bộ password dân đăng gì bên đây dân chọn change vậy chọn plus đâu biết chẳng này cái đã thảo current password cứ password đam cha tập bộ nâng bộ mới dân quay new password and retry new password cứ password thay mà đoạn tiết hay là password thay chẳng dương đăng thà password chắc năng ấy chẳng dương trời chọc lờ forget password ok chẳng cái số thà cái ai vay password mà đây dương ở chạm chẳng dương chọc forget password mà đoàn tiết please log out before you disconnect ok à, lấy cái ai dương log out sẵn dương lọc ao chân sẵn tổ một tiết nhóm remove account này chân sẵn nằm bây chọn đăng thay dương ai thuê bà nó tôi mới chạy lọc in nhưng lúc lấy tụ sập này chào chẳng dương tôi quay lấy tụ sập đè và cắt Facebook năng chẳng nhóm vay lấy tù sạp xung cơ của mũi sạp bấy học của mũi vốn bài sập dự copy với tục sân mó tổ mó dân trịch forget password hay dân pha này cái này nhỉ thế được cái dân vay lấy mà đòn tiết của bạn đấy ok dân search mó account vào dưới no match account oh on me account hát dù account phải chỉ thay vì mà ta chẳng nhom bài chỉ email tại mà đó cứ account thay vào nhóm nhưng chỗ forget password hay dùng bài gmail hay dùng search là mình account này cứ account bỏ nhóm chẳng dùng chạy tới đồng bài continue đồng bài reset password này cứ dừng nâng từ tua bàn xa cho mùi nâng từ email và dưỡng cứ xa ta khả nông gmail account này mình muốn tham gia thích nhé chẳng cho tầm mơ lấy code ok chẳng tích như nào này cứ lấy code dừng từ tua bàn ấy cứ đọc cốt càng bắn đọc cốt nhưng mà chạm đoàn thiết cư cái câu của mỗi tuần này mình men chỉ password thế cứ chỉ lấy đà recovery xâm rạp reset password nâng vì ai phát đồ bàn rồi bay này tì được có mà này tì một đoàn cứ bị đồ là hồ tế dương bạch sale lên nhân tục tế cứ dương tự sale cho mỗi đồng password chẳng này vì chạy nhớ dân chạy lọc in mà hay mà tập mới dân quay password thầm mày dân phụ password thầm mày dân nặng đạn ok continue login chẳng password đôi chân nạc này đang ấy cứ nhầm bàn sale tục mạnh nhấn cứ nhầm bài mạnh nhấn khơi dừng sale tục tới
អញ្ចឹង Facebook ហ្នឹងគឺនៅដដាគឺយើងអាច log in ចូលបានដោយអត់មានបញ្ហាអីទៀតទេយើងអាចប្រើបានរហូតវាអត់បញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដាក់នៅអចាំតិចខ្ញុំបន្ថែមនៃការ security របស់ខ្ញុំគឺ two factor យើងបើកវាមកខ្ញុំបើកជាមួយ app អត់ទេអូខេជា add ជាមួយលេខទូរស័ព្ទថ្មីនេះបានអត់096 43 66អញ្ចឹងណាសាយ3 66 9 80អូខេ confirm គឺយ៉ាងលេខកូដចូលទៅហើយចូលទៅក្នុងសារចូលទៅក្នុង Facebook អូខេ18 37 38អូខេ done nightโอเคฟินิชអញ្ចឹង security យើងត្រូវបានបន្ថែមជាមួយនឹង account Facebook ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ iPhone 6 Plus និង Huawei P20 Lite ហើយមួយទៀតគឺ OnePlus 3T What OnePlus 3T Galaxy A5 យើង remove ចេញព្រោះអត់ដឹងថានៅណាទេហើយជាមួយនឹង OnePlus ក៏អត់ដឹងនៅណាដែរអញ្ចឹងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពគឺយើងមើល device ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឈ្មោះអីគេយើងទុកតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាយើងខ្លាចមានគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Facebook របស់យើងគឺយើងមើលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ log out ចេញអស់ហើយនៅសល់តែទូរស័ព្ទ2ហ្នឹងទេហើយជាមួយនឹង computer អញ្ចឹងយើងអាច log out មួយនេះទៀតក៏បានដែរទុកតែ2ហ្នឹងទេព្រោះតែយើងប្រើ2អូខេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយជាមួយនឹងការ reset password ដែលយើងអត់ដឹង password ហើយខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាប៉ុណ្ណឹងបើសិនអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយបើអត់ចូលចិត្តទេក៏ជួយ subscribe មួយផងហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន notification រាល់ពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកនរគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត Thank you.